Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Căn. Chương 276. Chấp kiếm giả Hứa Thành rời khỏi tông chủ điện Trong khoảnh khắc đi ra tông chủ điện Hắn liền lập tức lấy ra từ thiên vũ cực quan Ở bên trong túi chữ vật Đeo lên trên đầu Lục trước hắn chỉ cảm thấy vật này không tầm thường Đội trưởng còn hâm mộ Hiện giờ sau khi biết được tác dụng của nó Hứa thành còn chưa xuống núi Sau khi đeo lên lập tức bấm quyết Nhất thời từ thiên vũ cực quan lóe lên rồi chậm rãi ảm đạm Cuối cùng bằng mắt thường không thể nhìn thấy được thậm chí thần thức cảm giác cũng không thể phát hiện. Hứa Thành hài lòng, một đường trở về nơi ở. Thần là điện hạ, hắn có độc phù ở trên đệ thất phòng, nhưng Hứa Thành đã quen ở trên biển. Mặc dù hiện giờ pháp thuyền không còn, nhưng hắn vẫn tạm thời ở trong dịch quán của khu cảng. Hắn đang chờ chứng tam bận rộn xong. Sau khi trở lại dịch quán, Hứa Thành kiểm tra bố trí bốn phía, xác định trong khoảng thời gian rời đi không có người đến, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu vang lên thành âm quen thuộc của tam thuật mà thất gia truyền thụ pháp thuật uy lực mênh mông còn cần phải làm quen một chút mới có thể làm cho uy lực của nó mạnh hơn được quỷ thuật cũng như vậy phải tìm một chỗ không có người để thử một chút về phần bí thuật vỡ thành cảm thụ một chút ấn ký ở trong đầu trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị thuật này cực kỳ đáng sợ trước đây hắn chưa bao giờ nghe nói qua còn có bí thuật tồn tại không biết thánh quân tử ngày đó đánh một trận cùng với ta trong thuật pháp có bí thuật hay không? Hứa Thành nhớ lại, hắn cảm thấy xác suất lớn hẳn là không có, mà coi như là có cũng không cách nào so cùng với dưới tiểu tuyền này. Kiểu tuyền toái nhất khiếu, khi thực lực ngang nhau bí thuật này tác dụng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thành càng cố gắng bắt chước trong đầu, cho đến một ngày trôi qua, bài thuật này nghiên cứu ẩn giữa người trong nội tâm. Hứa Thành cũng đem một giọt máu của mình đặt ở trên mi tâm, đổi mạnh quỷ oa. Sau khi hạ xuống, con người của quỷ oa không ngừng chuyển động đột nhiên dừng lại, chậm rãi thở ra, chìm vào ngủ say. Hứa Thành cẩn thận đặt xuống, trong lòng hiện lên cảm giác vô cùng thỏa mãn, sau đó châm tứ một phen. Vô cực quan bảo hộ đã có thể ngăn cản đại bộ phận nguy cơ sinh tử, nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất. Nếu gặp phải hung hiểm thật lớn, có thể gây ra sụp đổ vô cực quan ta có đổi mệnh quỷ oa đây là tầng thứ hai nhưng vẫn không đủ hứa thanh suy nghĩ một chút đứng dậy che giấu một phen thay quần áo bình thường đi ra ngoài rời khỏi thành trì của thất huyết đồng đi tới thành thiên giám bảo tông liền kề ở nơi đó tìm kiếm một phen cuối cùng hứa thanh tìm được vật mình muốn đó là vô tự truyền tống phù. vật này ở thất huyết đồng không mua được nhưng trong liên minh bát tông Nhất là trong một vài cửa hàng lớn của thiên giám bảo tông Vẫn có bán ra Chẳng qua là giá cả rất cao Hứa thanh nhịn đau mua ba cái Tầng thứ nhất nguy hiểm Vô cực quan hóa giải Tầng thứ hai đổi mệnh quỷ hoa Nếu đối mặt với nguy hiểm không có lực chống cử Còn có đổi mệnh quỷ hoa Vô tự truyền thống phù có thể sinh ra kỳ hiệu Làm xong những thứ này Hứa thành trở lại khu thành của thất huyết đồng Đi trên đường nhìn kiến trúc bốn phía Đã được xây dựng trên quy mô lớn Đối với tốc độ kiến tạo của thất huyết đồng Hứa thành cảm thụ rất sâu Đang đi về phía trước Hắn nhận được truyền đông của Trương Tam Hứa thành Nhiệm vụ tông môn của ta làm xong rồi Ngươi rảnh rỗi có thể tới đây Đội trưởng của với Hoàng Nham cũng ở đây Mặt khác Có người để lại cho ngươi một phong thư Để ta giao cho ngươi Hứa thành nghe vậy thì tò mò vì thế thay đổi phương hướng đi đến địa điểm mới của vận chuyển tì nơi trương tam ở sau khi đến hắn nhìn thấy nơi đó có hơn trăm chiếc nhà kho khổng lồ so sánh với vận chuyển ti của thất huyết đồng thì quy mô lớn hơn rất nhiều trương tam vẫn ngồi xồm trên đống hàng hóa đội trưởng cũng ngồi xồm ở đó ăn táo trước mặt bọn họ là hoàng nham đang cẩn thận dặn dò trương tam trong tay hoàng nham còn cầm một cây đèn nhân cư tộc lúc ấy mua từ tay của hứa thành tất cả đều là người quen hứa thành đến ba người nhìn thấy đều chào hỏi đội trưởng cười lớn trong mắt của Trương Tam đầy ánh sáng, Hoàng Nhàm thì vỗ vỗ bụng, ánh mắt đỏ quá người Hứa Thành, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. "Hứa Thành, nghe nói bây giờ hai cái mệnh đăng là của ngươi rồi. <laughs> chúc mừng, chúc mừng." Hoàng Nhàm vui vẻ cười nói. "Ta bấm độn tính toán, mấy ngày trước người nào đó ở chỗ sư phụ, còn cầm thứ gì tốt, đến đây, Tiểu A Thanh, cho ta xem một chút, sư huynh người giúp ngươi thưởng thức một chút." Người cũng đừng để cho lão đầu tử choáng ngợp Đội trưởng ho khan một tiếng Hướng về phía hứa thanh mở miệng Hứa thanh không để ý tới đội trưởng Sau khi cười cười với hoàng nhâm, Ánh mắt dừng ở chân người trương tam Thông báo chuyện muốn chế tạo pháp tàu Lại nổ à Người có thấy cảm giác tham gia của ta bên trong thiết kế không? Trương Tam thái độ khác thường Đối với chuyện hứa thành làm pháp tàu nổ tung Không có gì bất ngờ mà là hứng chí bừng bừng hỏi một chuyện khác Hứa Thành nhớ lại một chút Rồi lắc đầu Không thể nào Chẳng lẽ thiết kế là sai sao Trường Tàm có chút buồn bực Sau khi suy tư quyết định Lần này phải làm dễ kích hoạt hơn Sau đó từ trong túi chức vật Lấy ra một phong thư Đưa cho Hứa Thành Đồng môn nhập môn của người năm đó Có người tên là Lý Tử Mai Người còn nhớ không Sau đó ta điều nàng đến vận chuyển ti Nhà đầu này rất cố gắng và nghiêm túc Thật không dễ dàng Trương Tam cảm khái Thời điểm ba thiên kiều thái tư tiên môn kia Ở thất huyết đông Trong lúc vô tình nhìn thấy nàng Về sau không biết nói chuyện gì với tông môn như thế nào Cuối cùng lúc đi thì đem nàng đi theo Nói là thể chất của nàng Thích hợp tu hành thái tư tiên môn Trong sự tò mò của đội trưởng Khi hoàng nham cũng nhìn lại Hơi thành bỏ thư vào túi chữ vật Không nhìn trong đầu hiện lên thiếu nữ lúc trước ở ngoài nhà hàng Bởi vì muốn đem thức ăn đóng gói lấy đi Bị tiểu nhị của trách Xấu hổ toàn thân đều run rẩy Lúc này Hoàng Nhàm thấy sắc trời không còn sớm Vì thế lại dặn dò Trương Tam một chút Trương Tam sư huynh Người nhất định phải giúp ta chế tạo thật tốt Kỷ niệm ta cùng với sư tỷ quen nhau 3344 ngày Ta cũng không dám tặng vật phẩm quá quý trọng Sư tỷ sẽ nghĩ nhiều Chỉ có thể đưa cái này Người giúp ta đem ngọn lửa trong đèn chuyển vào Ta muốn đem vật này đưa cho sư tỷ làm lễ Trường Tam nghe vậy thì vỗ ngực Cam đoàn không thành vấn đề Hoàng Nham thở dài Ai Các người nói thất huyết đồng Vì sao lại đến nơi này làm gì Nam Hoàng Châu thật tốt đúng không Có phải hay không hứa thành Chắc người cũng muốn trở về Nam Hoàng Châu đi Ta cũng đã khuyên sư tỷ Để cho nàng ấy cũng trở về Hứa Thành nghe vậy thì nghiêm túc suy tư một chút Đội trưởng ở một bên cũng thở dài Ăn xong quả táo ở trong tay Lại lấy ra một quả lê Nói đến Nam Hoàng Châu Trong lòng ta liền khổ sở Lúc trước ta có một kế hoạch lớn Vì thế chuẩn bị rất lâu Không tiếc đến tỉnh báo tì tìm tư liệu Mà thấy sắp tiến hành rồi Hay, Thôi coi như là viêm hoàng kia vẫn khí tốt Kế hoạch lớn của người có liên quan đến viêm hoàng à Người đang làm cái gì vậy Hoàng nhàm vốn định đi Nghe vậy thì tò mò Hứa Thành cũng nhìn qua Đội trưởng ho khan một tiếng <laughs> Ta vốn đã lên kế hoạch đi xào huyệt của viêm hoàng lấy chút đồ Đáng tiếc Nhưng mà hiện tại ta có kế hoạch mới Hoàng Nhàm nhìn đội trưởng thật sâu Dứt khoát không đi nữa Tựa hồ muốn nhìn bộ dáng tiếp theo đội trưởng muốn nói cái gì Đội trưởng nhìn xung quanh thấp giọng mở miệng với ba người hứa thành Các người có biết chấp kiếm giả không? Trường Tam mờ mịt với thành cũng mờ mịt ngày đó thánh quân tử tự nói trong lòng cho nên hắn cũng không biết chấp kiếm giả là cái gì hoàng nham chớp chớp mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt Đội trưởng có chút hồ nghi nhìn lướt qua hoàng nham một cái gã cảm thấy biểu hiện của tiết mập mạp này có chút không đúng nhưng cũng không suy tư nhiều mà thấp giọng nói chấp kiếm giả là một trong năm thượng nguyên của nhân ngữ tộc trụ sở tại hoàng đô đại vực thiết lập bảy cung ở bảy quận mỗi một cung đều chia làm nhiều đình ngách hoàng châu có một chấp kiếm đình gia nhập chấp kiếm đình trở thành chấp kiếm giả sẽ không bị pháp độ của tông môn ước thúc chỉ cần không phản nhân tộc cái gì cũng không sao cả nói trắng ra nếu người trở thành chấp kiếm giả người sẽ là cao nhân nhất đẳng của nhân tộc người là hệ thống chính thống của hoàng vực ăn hoàng lương mặc dù huyền u cổ hoàng đi thánh địa nhưng hoàng uy vẫn còn tồn tại đối với ngoại tộc mà nói lá cờ của nhân tộc vẫn có lực uy hiếp như trước nếu người trở thành chấp kiếm giả ai không vừa mắt trực tiếp có thể bắt người ai không vừa mắt người đánh không lại có thể truy nã cái này không giống cùng với truy nã của tông môn đây là nhân tộc truy nã nhìn long vân kiếm tổ khó chịu sao truy nã lão ta đối với ngoại tộc thì lại càng trực tiếp chấn áp ai cũng không dám đụng vào ngươi đụng vào ngươi chẳng khác nào sát quan muốn rơi đầu Uống hồ trở thành chấp kiếm giả Còn có thể tu hành huyền u bí pháp Nghe nói phi thường lợi hại Trước kia có người lợi dụng bí pháp Một kiếm thiếu chút nữa thì giết chết viêm hoàng Hoàng nhàm sửng sốt Hứa thành thần sắc như thường Hắn đã quen với cách nói chuyện huyền ảo của đội trưởng Mà thấy biểu tình của hứa thành Đội trưởng nhớ mày Tiểu A Thanh Ta gần đây nghe được thánh quân tử chưa chết Hắn được lăng vân lão tổ không biết dùng bí pháp gì dường như là hào phí đại giá thật lớn còn có minh chủ ra tay cuối cùng cứu sống hắn có lưu lại tai họa ngầm hay không thì không biết nhưng ta tìm hiểu được hắn cũng không sụp đổ tâm trí bởi vì bại trong tay ngươi hiện giờ đang bế quan muốn trùng kích ngũ hỏa hứa thành nghe xong vẫn thần sắc bình tĩnh trong mắt có hàn quang chợt lóe nếu ngươi trở thành chấp kiếm giả hạ à một đạo chiếu lệnh lập tức thánh quân tử sẽ phải run dậy kế hoạch của ta chính là trở thành chấp kiếm giả đội trưởng ăn xong quả lê lại lấy ra một quả quýt bóc ra ăn một muối truyền ra lời nói như vậy sau này khi làm đại sự ai dám làm hại ta ta đại biểu nhân tộc trừng phạt hắn thế làm thế nào để trở thành chấp kiếm giả trương tam động tâm chấp kiếm giả sàng lọc cực kỳ nghiêm khắc yêu chung tuyển yêu mỗi 10 năm chỉ có làm danh ngạch tính toán thời gian lần này cũng sắp tuyển chọn rồi chập kiếm đình ở thái sơ lý u chủ trong khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị đến lúc đó sẽ nói cho các người biết đội trưởng nói xong đứng dậy vỗ vỗ mông hướng về phía ba người hứa thành phất tay rời khỏi vận chuyển đi. hoàng nhàm cũng rời đi hứa thành và trương tam sau khi thương nghị một vài chi tiết về pháp đồ, lúc hoàng hồn cũng rời khỏi nơi này cùng lúc đó trong bát tông liên minh long vân kiếm tông ở một nơi bí địa được vô số trận pháp hội tụ nơi này có một tòa huyết trì thật lớn bên trong huyết trì có tiếng gào thét thống khổ không thành người ngày đêm kêu rên đây ở đây bốn phía có tám thanh cổ kiếm khổng lồ dựng thẳng xung quanh huyết trì trên mỗi một thanh cổ kiếm đều có một người đang khoanh chân ngồi có nam có nữ tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ tu vi tản ra ba động nguyên anh bọn họ hợp lực thúc giục cổ kiếm khiến cho cổ kiếm tỏa ra từng đạo kiếm khí hóa thành một tấm lưới kiếm khí hướng huyết trì chân áp trên lưới lớn lại có một hư ảnh kim mô thật lớn đang hấp thu huyết trì một bên còn có một lão già trôi nổi là lăng vân lão tổ lão nhìn huyết trì phía dưới sắc mặt khó coi đồng thời cũng đau lòng nhẹ giọng lẩm bẩm tôn nhi kiên trì thêm một chút tiện dân kia hạ độc người quá mức đặc thù Già già đã nghĩ hết biện pháp cũng vô dụng Không cách nào cho người khôi phục Ngay cả cho người duy trì sinh cơ đã đến cực hạn Chỉ có mượn hư ảnh công pháp hoàng cấp của minh chủ Dèo xuống sinh cơ nồng đậm trong cơ thể người Làm cho nó thể khắc phát huy Mới có thể làm cho độc trong cơ thể người cân bằng Nhưng mà cũng bởi vậy Có thể nhìn ra tiện dân kia Trải qua tạo hóa không nhỏ Tôn nhi Người tên là Thánh Quần Đại biểu cho Quang Minh sinh ra đã có gì tưởng nhất định phải đi theo con đường cổ hoàng người không thể từ bỏ phải kiên trì đoạt lại diệu vinh thuộc về ngươi tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ thuộc về ngươi bên trong huyết trì rõ ràng có một người giống như bộ dương toàn thân huyết nhục còn lại không đến ba thành giữ tờ đến cực điểm đồng thời kêu rên càng thêm thê lương trong mắt toát ra sự điên cuồng hứa thành Ta muốn ngươi phải chết Trường 277 Thanh niên dưới mặt nạ Chủ thành thất huyết đồng Suốt cuộc đã hoàn thành toàn bộ Theo truyền thống Nhân khẩu của toàn bộ chủ thành Mặc dù không bằng Nam Hoàng Châu Nhưng số lượng đệ tử 138 tông của Liên minh rất nhiều Bọn họ tự nhiên hứng thú rất lớn Đối với thân thành Vô luận là đến buồn bán hay là đến mùa sắm Hoặc là đến đây kết giao Đều sẽ khiến cho tòa chủ thành mới này thoạt nhìn rất là nhộn nhịp, náo nhiệt. Cùng lúc đó, về các tỳ ở trong chủ thành, cũng xuất hiện điều chỉnh nhân sự, Hoàng Nhàm vẫn đang làm việc dẫn hài tỳ như trước, nhị sư tỷ yêu quý của y, đảm nhiệm chức vị, phó đại tỳ tuần tra tỳ. Điều này cũng phù hợp với tính cách của nhị sư tỷ. Ở trình độ nhất định, có nàng cũng có thể chấn nhiếp bọn đạo trích. Ngoài ra còn có một số bộ phận đồng hóa với các tông môn khác ở trong liên minh, ví dụ như thương mại đại ti quyết định một thế lực mạnh yếu ngoại trừ có các tầng cùng với pháp bảo cấm kỵ ra còn có một nhân tố rất trọng yếu đó là tài phú đạo lý này bất kể là bất cứ ở nơi nào miễn là hệ thống quần cư thì sẽ phổ biến mà thương mại đại ti xuất hiện cũng thuận lý thành chương phụ trách thương nghiệp đối nội đối ngoại toàn bộ chuyện của thất huyết đồng chức phó đại ti này thất gia khâm điểm ba đệ tử của ông ta đảm nhiệm về phần hứa thành và đội trưởng Thật ra cũng biết quan hệ của hai người bọn họ không tệ, cho nên an bài cùng một chỗ. Sau khi đưa thất huyết đồng sát nhập vào Liên minh, bộ phận quan trọng nhất, an ninh ti. Cái tên này có chút không giống với phong tục của Nam Hoàng Châu, tràn ngập hương vị của Liên minh. Tên đầy đủ là ti vụ nhà an toàn và phòng ngộ đặc biệt. Đặc ti này cũng không phải chỉ ở thất huyết đồng, bảy tổng khác đều có, là một trình thể cần tiếp nhận tổng bộ điều phối đồng thời vô luận là đối nội hay là đối ngoại, phụ trách chuyện cực kỳ rộng lớn. Trong đó đại thi trưởng là lục gia đảm nhiệm. Phó tì một người là đội trưởng, một người là hứa thanh. Ngày thường lục gia mặc kệ, phân cấp chức vụ, hoàn toàn giao cho hứa thanh cùng với đội trưởng phụ trách nhất ứng. Địa điểm của thi bộ cũng được xây dựng ở nơi chủ thành của thất huyết đồng, gần 8 đại kiều. Trình thể nhìn lại là một cái hình tam giác, bên trong có hơn trăm căn lầu các, Mỗi một căn đều có một viện tử không nhỏ, mỗi một người độc lập hợp lại trình thể. Đồng thời còn chia làm mấy tiểu ti, có hơn 3.700 đệ tử thất huyết đồng của các phòng khác được an bài tới đây nhậm chức. Bên trong có một nửa đều là đội viên của bộ hung ti, tiểu ách bà cũng ở trong đó. Trên đường ngỡ thành được bổ nhiệm đến nhậm chức, nghĩ đến mình lại chung bộ phận cùng với đội trưởng, vì thế trên đường mua một vài quả táo ở quầy hoa quả khi tiếp tục đi ngang qua một tiên trì mới khai trương hắn còn nhìn thấy một cố nhân chính là từ tiểu tuệ sau khi chú ý tới hứa thành từ tiểu tuệ vui vẻ chào hỏi còn đưa cho hắn một cái ngọc giản hứa sư huynh tiên trì này là phó nghiệp của ta và một người hảo hữu ngươi rảnh rỗi có thể tới đây cầm ngọc giản này sẽ không thu phí hứa thành gật gật đầu ánh mắt dừng ở trên người một nữ tử khác phía sau từ tiểu tuệ đó là tuyến nhân của nàng từ tiểu tuệ mở cửa hàng Là hứa thanh bảo người cung cấp thông tin Trong thế đạo này Hứa thanh cảm thấy người tri ân báo đáp rất ít Từ tiểu tuệ tuy tù vì tư chất không đủ Nhưng phẩm tính có điểm lóe sáng Hắn cảm thấy trong khả năng của mình Có thể giúp thì sẽ giúp một chút Vì thế sau khi tiếp nhận Ngọc Giản Hứa thanh rời đi Một đường đi tới đại môn của đặc ti an ninh Gặp quà thi trường Đội viên đặc ti an ninh ở cửa cung kính bái kiến, trong mắt có sự cuồng nhiệt. Bọn họ từng là đội viên của bộ hung ti. Hứa thành gật gật đầu đi vào đặc ti an ninh. Người nhìn thấy phần lớn đều là người quen, thậm chí hắn còn thấy được Đinh Tiêu Hải. Năm đó một lòng muốn trở thành đệ tử hạch tâm, Đinh Tiêu Hải cũng ở sau chuyện ở nhân ngư đảo thuận lợi và lại thăng chức lên trúc cơ. Ngay khi nhìn thấy hứa thành, thân sắc lộ ra vẻ phức tạp, khó có thể hình dung gã nhìn hứa thành cúi đầu bái một cái thật sâu gặp quà thi trưởng hứa thành nhìn đinh tiêu hải một cái đối phương đích sắc từ chất không tầm thường hiện giờ đã có một đoàn mệnh hỏa và lại pháp khiếu cũng mở đến bộ dáng chừng bốn mươi cái thời gian mấy năm đã làm đến điểm này không phải dễ dàng như vậy nhưng hứa thành không thích gã nhìn thấy người này hứa thành nhớ tới chú thanh bằng nhưng mà mỗi người đều có cách sống riêng của mình vì thế thu hồi ánh mắt đi về phía xa đinh tiểu hải im lặng nhìn hứa thanh đi xa lấy lòng thở dài một tiếng gặp biết chuyện của chú thanh bằng nhưng lại không cảm thấy mình đã làm sai cái gì thân nở loạn thế người đầu tuyền suy nghĩ tới tự nhiên chính là bản thân mình hứa thanh một đường đi tới trung tâm của đặc ti an ninh ở nơi đó nhìn thấy đội trưởng đội trưởng đang không ngừng xem xét hồ sơ khi thì phát ra từng đạo pháp chỉ an bài các chi nhánh chốc đặc ti xử lý các loại sự tình, bộ dáng rất bận rộn. Mặt thấy cảnh tượng này, Hứa Thành cảm thấy đội trưởng kỳ thật vẫn rất thích hợp làm những công việc thế này. Vì thấy lấy ra một quả táo đặt ở trên bàn đội trưởng, sau đó ngồi xuống một bên, an tâm thoải mái, nhắm mắt tu hành. Một lúc lâu sau, đội trưởng gần đầu lên, cầm lấy quả táo cắn một miếng, nhìn lướt qua Hứa Thành đang tu hành. Đáy lòng cảm thấy khó chịu, chuẩn bị đem mấy chuyện khó xử lý nhất để cho Hứa Thành đi làm, vì thế họ khan một tiếng <laughs> hứa phó thì Hứa thành mở mắt ra Đại sư huynh Muốn ăn táo nữa sao Hứa thành nói xong Lại lấy ra hai quả đặt ở trên bàn Đội trưởng nhìn quả táo lại nhìn hứa thành Biểu tình trở nên nghiêm túc Ít đến bộ này Tiểu A thành người học hỏng rồi Hứa thành suy nghĩ một chút Lại lấy ra một ngọc giản Đặt ở trên bàn cái gì vậy? Đội trưởng ngạc nhiên. Trên đường tới đây, thấy cách vách mở một tiên trì, ta nghĩ đến đại sư huynh thích đi, lên để cho người cái ngọc giản này có thể giảm giá tám thành. Hứa thành nhìn ánh mắt đội trưởng nghiêm túc nói. Đội trưởng nghe vậy, trên mặt lộ rất nụ cười. Cảm xúc nhỏ lúc trước trong nháy mắt biến mất, trong lòng rất thoải mái. Hắn cảm thấy hứa thành tuy rằng học không tệ, nhưng cũng có nghĩa là càng hiểu chuyện, biết lấy lòng sư huynh vì thế cân nhắc mình cũng không thể khinh thường Vẫn là không nên đem chuyện khó xử lý nhất đưa cho sư đệ mình Thôi, lão đầu tử an bài đặc ti an ninh này Sự tình nhiều lắm Ta vốn định cho người đi xử lý mâu thuẫn với các tông môn khác trong liên minh Phòng trừng lấy tính cách của người thì lười động miệng Chính là động thủ luôn Thôi thì cứ để ta Còn người, liền phụ trách một chút quyền lợi của tông môn Cùng với giao nhận liên minh đi Việc này thanh nhàn nói xong đội trưởng lật hồ sơ lấy ra một cái đưa cho hứa thành thúc đẩy cùng với bảo vệ quyền hạn trận pháp liên minh cùng với truy nhập vào trận pháp thất huyết đồng của ta việc này người trao đổi cùng với đệ tam phòng trận pháp ty liên minh bên kia đang cố ý kéo dài thời gian hứa thành tiếp nhận hồ sơ đích thật là hắn không muốn dành thời gian cho những chuyện này hắn định thời gian rảnh rỗi đi nghiên cứu độc dược cùng với tu hành lúc này công ngọc giản Hứa Thành xoay người muốn đi ra Thì đội trưởng ở phía sau nói một câu Mặt khác tổng bộ liên minh cũng truyền đến thông báo Qua một thời gian ngắn nữa Sẽ đem phiền chúng ta đi tuần hà Nhiệm vụ tuần hà này là tám tông luân phiên Đến lúc đó nếu không có chuyện gì Hai chúng ta đi ra ngoài đi dạo Hứa Thành gật gật đầu Rời khỏi đặc ti Hắn cũng không phải là đi một mình Mà là mang theo hơn trăm đội viên Cùng với đệ tử đệ tam phòng phụ trách trận pháp đi thẳng tới tổng ty trần pháp liên minh nằm ở đại diễn đạo cung trên đường hắn hỏi đệ tử đệ tam phòng về nguyên nhân việc này bị kéo dài hứa sư huynh kỳ thật việc này đều là cấp trên đã thương lượng xong nhưng mà người phía dưới làm việc chậm trễ nhất là người của lăng vân kiếm tông bọn họ nhiều lần cũng không có mặt cho nên không cách nào hoàn thành giao tiếp đệ tử đệ tam phòng phụ trách việc này thở dài lăng vân kiếm tông hứa thành nhiều mắt lại không nói gì nữa rất nhanh bọn họ đến trận pháp tổng ty Ở chỗ này hứa thanh nộp hồ sơ Chờ đợi hồi lâu Mới thấy những người phụ trách trận pháp khác Từ từ đi đến Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh hứa thanh Thần sắc của những người này đều thay đổi một chút Bước chân lại tăng nhanh Gặp qua hứa thanh sư huynh Hứa thanh sư huynh chờ lâu Không biết là người đến Bằng không chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới Thành danh của hứa thanh hiện giờ Ở liên minh bắt tổng rất lớn Trần ngập lực uy hiếp nhưng hắn cũng không cố ý làm nghiêm túc Mà là ánh mắt đào qua mấy tông đệ tử này Phát hiện thiếu Long Vân kiếm tông Quyền hạn dịch chuyển trận pháp Cần bảy tông khác cùng nhau đến Mới có thể hoàn thành Bất kỳ một cái nào đều khó có thể giao tiếp Hứa sư huynh Lăng Vân kiếm tông nếu như không tới Hôm nay sợ là lại không cách nào dịch chuyển Bởi vì lão tổ linh hà cốc Cùng với thiên giám bảo tông Và huyết luyện từ Giao hào Cho nên quan hệ tam tông rất hòa hợp lúc này nữ đệ tử linh hòa cốc phụ trách việc này nhẹ giọng mở miệng mắt đẹp nhìn tới gương mặt hứa thành mang theo thần thái hứa thành gật đầu triệu hoán một đội viên bên cạnh đưa cho y một cái ngọc giản người đem vật này đến long vân kiếm tông cho sở vân phong bảo hắn đem việc này mau chóng xử lý Bọn không qua hôm nay ta sẽ đi tìm hắn đòi nợ sở vân phong chính là người ở thất huyết đồng bị hứa thành trấn áp tự xưng là sư đệ của thánh quân tử dặn dò xong hứa thành quanh chân ngồi ở một bên yên lặng chờ đợi những người khác cũng nhìn như thế ánh mắt nhìn nhau cũng đều chờ đợi rất nhanh ngọc giản này đã được đưa đến bên trong lòng vân kiếm tông đưa đến chỗ của sở vân phòng đang đà tọa tu hành ngay sau khi nhìn thấy ngọc giản này sở vân phòng mắt đỏ lên độc yêu hứa thành khinh người quá đáng một chữ trong ngọc giản lên muốn cho ta đi làm việc cho ngươi nằm mơ Sở Vân phòng hư lại một tiếng Ném Ngọc Giản ở một bên Không quan tâm Nhưng qua nửa cách giờ sau Gã vẫn mở mắt ra Nhìn sắc trời bên ngoài Một ngày sắp trôi qua Vì thế mang theo nghẹt khuất truyền đâm Cho trận pháp ti của Long Vân Kiếm Tông Quát mắng một trận Tính tình rất lớn Thân là một trong những thiên kiêu của Long Vân Kiếm Tông Lời nói của gã vẫn có trọng dụng Vì thế rất nhanh Đệ tử trận pháp ti của Long Vân Kiếm Tông Liền mặt cho mày xám đi tới tổng bộ quyền hạn dịch chuyển trận pháp cực kỳ thuận lợi làm xong việc này đã là hoàng hôn hoàng hôn ngày hôm nay có chút bất đồng cùng với ngày thường hồng hà đây chơi thoạt nhìn giống như lửa đốt mỹ lệ và cũng toát lên một cỗ huyết sắc tựa như có người lấy máu vẽ tranh lên bầu trời biểu diễn cho thần linh xem hứa thành đi trên con đường hồng hà chiếu rọi trở về chủ thành thất huyết đồng hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hồng hà trên bầu trời không biết vì sao hắn nhớ tới đêm trước khi đến vọng cổ đại lục Giấc mộng của mình Cùng lúc đó Trong ngách Hoàng Châu Cách bát tông liên minh cực kỳ xa xôi Gần với thái sơ ly vũ chủ, Nơi đó có một mảnh đầm lầy Mặc dù bốn phía không phải là cấm khô, Nhưng cũng tràn ngập dị chất nồng đậm Xem như là một tử địa Chính giữa đầm lầy trũng xuống Nước đọng rất nhiều Nơi này có một chỗ thạch lâm Từng khối nhắm thạch dài màu đen Từ trong nước đầm lầy trồi lên cao thấp không đồng đều phía xa bầu trời hào nhoáng chiếu rọi trên mặt nước thủy tiết một màu khiến cho nơi này bị diêu phong thành huyết sắc cũng trở thành huyết sắc còn có hai đạo thân ảnh hai đạo thân ảnh này một người đang quỳ một người thì ngồi ở bên cạnh nham thạch cao nhất một chân rũ xuống một chân thì dẫm lên tảng đá cả người ngửa ra phía sau một tay đỡ gáy đang nhìn lên bầu trời hồng hà hai người này đều đeo mặt nạ đồ án mặt nạ này làm cho người thất giật mình đó là gương mặt tàn khuyết của thần linh ở trên thương khung chẳng qua là mắt không nhắm lại mà là mở ra chỗ mở ra lộ ra ánh mắt của hai người bọn họ chủ thượng về tổ chức giả cứu của nam hoàng châu thuộc hạ đã dựa theo phần phó của ngài đã từ bỏ ta bảo bọn họ đều đi thất huyết đồng mượn tay thất huyết đồng chết đã không sai biệt lắm mặt khác bạch lệ chết cũng là có liên quan đến thất huyết đồng chết trong tay phong chủ đệ lục phong thất huyết đồng người quỳ lúc này thấp giọng nói thanh âm đầy vẻ cung kính trong mắt mang theo sự cuồng nhiệt cho dù gã thân là thủ lĩnh của giả cưu nhưng chỉ cần đối phương nói một câu gã có thể từ bỏ thành viên giả cưu cùng với lợi ích to lớn trong nhận thức của gã gã có thể đi chết vì người ngồi ở trên thạch nham trước mặt người tham gia còn có hai tiểu nhân vật thuộc hạ đã ghi chép lại sau khi thất huyết đồng sát nhập vào liên minh thất tông thay đổi thành liên minh bát tông trong liên minh có một người liên hệ với thuộc hạ muốn gia nhập trúc chiếu lại mời chúng ta sau này đi tới xem biểu diễn huyết sắc của hắn hắn nói trận biểu diễn này nhất định sẽ để cho chúng ta phải vỗ tay sau khi ra cứu mở miệng nơi này trở lên an tĩnh cho đến hồi lâu người nhìn lên trời cao chậm rãi quay đầu nhìn về phía cấm hải nơi liên minh tọa lạc Truyền ra một tiếng cười khó đoán <cười> Vậy thì đi xem một chút Thuận tiện cũng cho thất huyết đồng một món quà gặp mặt Người nói chuyện hẳn là một thanh niên Thanh âm nghe có vẻ trung trung Không có chút vẻ già nua nào Thân ảnh dạ cứu mơ hồ Tựa như hóa thành bí tàng Ẩn giấu trong hư vô Biến mất khỏi nơi này Cho đến khi dạ cứu rời khỏi thật lâu Ánh hồng ở trên bầu trời dần dần nhạt đi Khi mặt trăng xuất hiện dưới nền trời Thanh niên nhìn lên nhìn trăng sáng càng rõ, nhẹ giọng thì thào. Tông môn chỗ A Đệ, 11 năm không gặp, kiếp này ràng buộc. Thiếu niên cười khẽ, ý vị thâm trường. Trường 278, Tử Huyền Thượng Tiên Hứa Thành đi tới cây cầu thứ 8 của Thất Tuyết Đồng, dưới gầm cầu là nước sông Tiên Linh đồng đọng chảy qua, trên bầu trời ánh sáng đỏ mờ dần. Hứa Thành nhìn màn đêm chậm rãi buông xuống, nhìn trăng sáng hiện ra, dần dần thu hồi ánh mắt trở về thất huyết đồng chủ thành đi tới chỗ của trương tam trên đường trở về hắn nhận được truyền đấm của trương tam thông báo pháp tàu đã được chế tạo xong đối với những ngày không có pháp tàu hứa thành có chút không thích ứng cho nên lúc này sau khi trở về chủ thành cho dù bóng đêm đã buông hắn vẫn đi tìm trương tam trương tam ở trong vận chuyển ti hứa thành nhìn thấy pháp tàu của mình thân tàu hơn 600 trăm trượng cùng với bộ dáng lúc trước vừa có điểm tương tự vừa có chỗ khác biệt phần lớn là thể hiện ở mũi tàu cùng với đuôi tàu mũi tàu không còn là hải tích nữa mà là hóa thành một gương mặt khổng lồ không có ngũ quan như một mặt nạ sắt màu đen đối với phần đuôi tàu hiển nhiên trương tam lấy cảm hứng từ cự luân đến thăm thiết kế chín cái đuôi mặc dù nhỏ hơn rất nhiều nhưng trên một cái đuôi đều trần ngập trận pháp tám cánh buồng cũng được tăng lên thành 16 sáu chẳng những nhiều hơn mà còn lớn hơn. Hứa Thành, chiếc pháp tàu này của người đã đạt tới cực hạn của pháp tàu, cơ bản là đã nửa bước pháp hạm rồi. Tất cả kỹ thuật ta khai phá ra đều dùng ở trên này, nó chẳng những có năng lực phi hành tiềm hải, càng có thể hóa thành một tấm mặt nạ thu nạp. Trường Tam đứng ở trên pháp tàu, mặc dù thân sắc mệt mỏi, nhưng ngỡ khí vẫn ngạo nghễ. Hứa Thành biểu tình gương trọng, Ông quyền bái một cái thật sâu, Lần này tiêu phí tuy vô cùng lớn Nhưng lợi nhuận ở bến cảng Nam Hoàng Châu Cũng đủ để chi trả rồi Ngoài ra ta còn đặc biệt khai phá ra lực lượng tự bạo Ta nói thật với người Trọng điểm của ta chính là đặt ở việc Sau khi nó tự bạo Làm sao để có uy lực lớn hơn Trải qua nhiều lần điều chỉnh của ta Chiếc pháp tàu này của người có thể thừa nhận Nhiều lần tự bạo Bên trong có tồn tại ở tầng 3 thân tàu Cũng đủ để người lấy nó tự bạo Trường Tam nói xong nhìn hứa thanh một cái hứa thanh nghe vậy thì nghe càng nghiêm túc hơn trong đó thần tính không ít động cơ mười phần sau khi tam hòa triển khai toàn bộ chiến lực căn bản là không đánh giá được một chút nào hiện giờ nó thiếu sót duy nhất chính là một linh hồn cho nên ta để lại vô diện ở mũi tàu về phần linh hồn kỳ thật trong công pháp tông môn đã có giới thiệu ta biết người tu hành chính là sát hòa thôn hồn kinh ta cũng vậy người còn nhớ rõ công pháp đã nói qua miêu tả khi tu đến đại thành có thể trấn áp một luồng linh hồn địch ở trong mỗi một pháp khiếu sau khi đại thành người đem tất cả linh hồn mà pháp khiếu đều chuẩn áp đem chúng nó hội tụ cùng một chỗ dùng vào bên trong pháp tàu hình thành linh hồn của pháp tàu làm cho nó thăng cấp thành pháp hạm trong ánh mắt trường tàm toát ra quang mang mãnh liệt đây là chiếc pháp tàu đầu tiên ta chế tạo tiếp cận rất gần tới pháp hạm Ước thành lúc người cho tự bảo Nhớ là lúc quét dọn chiến trường Nhặt một ít hải cốt trở về Không cần cái gì cũng nhặt Ngươi cầm về để ta có thể tìm hiểu khuyết điểm của mình Trương Tam nhìn về phía hứa thành Hứa thành cũng bị chiếc pháp tàu Do Trương Tam chế tạo chấn động Nghe vậy gật đầu thật mạnh Hắn cảm thấy Trương Tam nói rất có đạo lý Vì thế lại cùng Trương Tam Cho đổi một chút chi tiết Rồi cáo từ rời đi Chờ đến khi nhìn theo hứa Thành đi xa Trương Tam vẻ mệt mỏi càng hiện ra trong khoảng thời gian này vì giúp hứa thành chế tạo pháp tàu gã cũng không nghỉ ngơi một mặt là bởi vì giao tình mặt khác là nội tâm trương tam ngứa ngáy gã rất hy vọng sau khi pháp tàu mình chế tạo hứa thành trải qua đại chiến tự bạo lộ ra cảm giác tham gia giúp mình thiết kế lần trước kỹ thuật của ta còn chưa hoàn thiện lần này sẽ không trương tam đắc ý giết một hơi thuốc rồi trở về nghỉ ngơi Hứa Thanh cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn thấy Trường Tàm thật sự không nên ở vận chuyển ti. Kỹ nghệ của gã đã đạt tới một mức độ cao tương đối, nhưng hiển nhiên Trường Tam rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ. Mặc dù tu vi tăng lên chậm chạp, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự hài lòng của Trường Tam Tựa hồ đối với gã mà nói, chỉ cần Hứa Thanh cùng với đội trưởng càng ngày càng cường đại, gã liền an tâm vô ưu. Có cơ hội phải báo đáp nhiều hơn. Hứa Thanh lầm bẩm đi tới bến cảng. Hắn ở thời kỳ đầu xây dựng thành trì mới Cũng đã lựa chọn bến đỗ cho bản thân Lúc này sau khi thả ra pháp tàu Theo mặt biển gợn sóng phập phồng Thân thể hứa thành nhoáng lên một cái Bước lên, mở ra tầng phòng hộ Trở lại trong khoang tàu Nhìn bốn phía Tất cả đều không có gì khác Cùng với pháp tàu trước kia của hắn Hứa thành hài lòng khoanh chất ngồi xuống Trong lúc thân tàu lắc lư rất nhỏ Trái tim của hắn cũng bởi vì Từ trong ảnh hưởng của giấc mộng kia Mà chậm rãi bình tĩnh lại Đà tọa hồi lâu, cho đến đêm khuya, Hứa Thành mở mắt ra, kết thúc một ngày tu luyện, lại kiểm tra nhóm tiểu hắc trùng ăn tiên đông kia, phát hiện chúng nó vẫn còn đang ngủ say. Hứa Thành bắt đầu nghiên cứu thuật pháp thất giá truyền thụ. Đối với tu hành, Hứa Thành rất là nghiêm túc, rất khắc khổ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh ba ngày. Trong ba ngày này, Hứa Thành chưa từng rời khỏi pháp tàu, cũng không đi đặc ti an ninh toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong tu hành cùng với nghiên cứu công pháp pháp khiếu thứ 102 cũng bắt đầu dạn vỡ cho đến đêm thứ ba ánh mắt hứa thành đang đỏ tọa chậm rãi mở ra bà đặc dĩ đứng dậy đi ra khỏi khoang tàu trong bóng đêm nhìn ra bên ngoài đội trưởng đang ngồi xổm ở đó ném quả táo về phía pháp tàu của hứa thành có tầng phòng hộ nhưng đội trưởng lại có lực lượng kỳ dị khiến cho quả táo bị ném tới không xuyên qua phòng hộ nó cũng chẳng vỡ nát mà là bắn trở về sau khi rơi vào trong tay gã cắn một miếng lại một lần nữa ném ra bộ dáng rất thú vị thấy hứa thanh đi ra đội trưởng vẫy vẫy tay tiểu a thanh tối nay người có việc đấy hứa thanh nhìn một nửa quả táo trong tay đội trưởng gật gật đầu có việc không có việc gì là tốt rồi ngươi cùng với ta đi làm một việc nhỏ gần đây ta thiếu tiền tính toán đem ngón tay của hoàng ngốc tử bán cho hắn Lúc trước đều thương lượng xong Hắn đi rút tiền Đêm nay sẽ giao dịch Nhãn thần của đội trưởng sáng lên thì thầm Đi cùng với ta chứ Đoạn thời gian trước ngươi trở về cố hương Ta đã đi cùng với ngươi Đội trưởng ho khan một tiếng Hứa thành đi ra pháp tàu Sau khi lên bờ hỏi Giao dịch ở đâu Dưới chân núi huyền U Tông Đội trưởng vừa thấy hứa thanh đồng ý Thì vui vẻ đứng lên Đưa cho hứa thành một quả táo một tay ôm bà vai hứa thành thần bí cười mở miệng tiểu a thành người vẫn quan hệ tốt cùng với đại sư huynh cái tên lão tam kia vừa nghe lời này của ta trong nháy mắt liền chạy mất bóng người yên tâm đại sư huynh thương ngươi ta gần đây đang cân nhắc một kế hoạch lớn đến lúc đó chúng ta làm cùng nhau đến đó giao dịch người không sợ có lừa gạt à hứa thành hỏi một câu trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ hưng phấn thấp giọng nói ta cũng đang chờ ở đây Uống hồ ta nói này Nếu thật sự xảy ra chuyện Lão đầu tử nhất định sẽ đến Chỉ có một mình ta phòng trừng sẽ mặc kệ Đội trưởng chớp mắt Hứa thành nhìn đội trưởng thật sâu Rồi gật đầu Rất nhanh hai người ở trong bóng tối rời khỏi bến cảng Đi thẳng đến thành khu huyền U Tông Dọc đường đi Tốc độ của bọn họ rất nhanh Lúc nửa đêm đi tới dưới chân núi của huyền U Tông Tới nơi ước định Giữa đội trưởng của mấy hoàng nhất khôn nơi này có một lương đình cách đó không xa chính là sơn môn của huyền u tông trong bóng đêm sơn môn của huyền u tông cào chót vót trong mây mặc dù cũng có ánh đèn đuốc lấp lánh nhưng nhìn tổng thể vẫn là một mảnh đen kịt nhất là trên đỉnh núi có một pho tượng ở trên mặt trăng là bối cảnh hình dáng của pho tượng này rất rõ ràng đó là pho tượng của huyền u cổ hoàng đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía cấm hải mặc dù là có chút khoảng cách nhưng hứa thành vẫn có thể cảm nhận được uy áp tàn ra trên pho tưởng kia cực kỳ khủng bố hiển nhiên vật này không tầm thường mà toàn bộ huyền u sơn môn cho hứa thanh cảm giác tràn ngập về thần bí dù sao đệ tử thất vọng từ ý nghĩa chân chính mà nói năm đó chính là chi nhánh của huyền u tông hình thành công pháp của bọn họ cũng có điểm chung mà hiện giờ minh chủ liên minh cũng xuất thân từ huyền u tông sự huynh của lão tổ đời này về phần lão tổ đời này Hứa Thành ngày đó ở thất huyết đồng từ xa đứng nhìn, nhưng bị phòng hộ nhìn không rõ ràng. Bấy giờ đứng nhìn, đội trưởng ngồi xuống ở một bên, thấp giọng mở miệng. Tính toán thời gian, Hoàng Ngốc Tử chắc sắp tới rồi. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, cũng chờ đợi với đội trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một nén nhang, thân ảnh Hoàng Nhất Khôn không xuất hiện. Đội trưởng nhớ mày, lấy ra ngọc giàn chuyến âm hỏi thăm. Bọn họ không chú ý tới, trên bầu trời có một đạo thân ảnh đang từ bên ngoài liên minh đi tới thân ảnh này cực nhanh vô thành vô tức đi vào trận pháp liên minh dưới một bước đã đến ngoài sơn môn huyền u tông đang muốn đi vào đỉnh núi tựa hồ chú ý tới hứa thành cố với đội trưởng dưới trần núi thân ảnh ở trên bầu trời dừng lại một chút cúi đầu nhìn qua lúc đó bộ dáng cũng lộ ra đó là một nữ tử phong tình mái tóc dài xõa sau lưng dùng một dải lụa màu hồng phấn nhẹ nhàng kéo lên một bộ váy tử uẩn tinh thần dạng rỡ sinh quang bốn phía còn có yên hà khép lại giống như là tiên tử không phải nhân thế nữ nhân này mặt hoa lê trắng nhạt thật lưng nhẹ nhàng như dương liễu hai bên lông mày cong cong tựa như nhíu chặt một đôi tình mục tựa như hỉ phi hỉ hàm tuổi tác thoạt nhìn như thiếu nữ nhìn kỹ mắt hàm u như thiếu phụ tựa hồ chuyện thế gian này không có gì nàng không biết Giống như một hành động của người Nàng liền biết tâm ý của người Kinh nghiệm của người Nàng đều đã trải qua Người chưa từng có nhân sinh Nàng cũng vẫn phong phú hơn người Lúc này ở trên trời cao Ánh mắt của nàng dừng ở chân núi Dừng ở trên người hứa thành Cười khẽ một tiếng cất bước đi tới Một bước nửa không trung Một bước xuống chân núi Theo nàng đến Một cỗ uy áp mênh mông không cách nào hình dung Từ trên người vô hình tản ra khiến cho hứa thành cùng với đội trưởng sắc mặt đại biến vừa mất lui ra phía sau thì một tiếng ngâm nhẹ từ trên trời vang lên các người đừng nhúc nhích chỉ là một câu nói giống như luật lệnh thân thể đội trưởng run lên nhận ra đối phương chính là lão tổ huyền u tông đạo hiệu tử huyền thượng tiên hứa thành không biết thân phận nhưng trong lòng cũng cuồng chấn lại không kết nào nhúc nhích chỉ có thể nhìn nữ tử phong tình vạn trùng kia một đường đi tới không để ý tới đội trưởng trực tiếp đi tới trước mặt hứa thành hương phong phiêu tán Cái gương mặt mịn màng như có thể rách ra kia Lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách Lại thành thục Một đạo ngân trong hai mắt chớp động Toát lên một vẻ như thợ sắt nhìn thấy con mồi trong lúc hứa thành vô cùng khẩn trương Ánh mắt của nữ tử này rơi vào chân người hứa thành Chậm rãi trượt xuống đến miệng Đến xương quai xanh Đến ngực Đến bụng Ánh mắt của nàng giống như đang kéo tơ Tào nhã thong thả Cuối cùng giơ ngón tay lên Nâng cầm hứa thanh lên Thở ra như hoa lan Tiểu bằng hữu lại gặp mặt Người đến huyền ưu tông muộn như vậy Là lạc đường sao Trường 279 Phong tình vạn trùng Thành âm của nữ tử yêu kiều mang theo vài phần yêu dị Trong nhu hòa ẩn chứa cả mị hoặc Chợt nghe tựa như hoàng oanh ra khỏi cốc Như phượng minh, thanh thúy trong suốt Lại uyển truyền nhẹ nhàng, đầy cám dỗ Hứa thanh run lên, ra đầu tê dại Cả người không thể nhúc nhích Tùy ý để nữ tử trước mắt này đem cầm của hắn nhấc lên Đồng thời cũng thấy được trong mắt đối phương Như có từng đạo quang mang đùa giỡn lưu động Hắn có chút mơ mơ càng có sự vô tận khẩn trương mà hết lần này tới lần khác ở bốn phía lại tràn ngập hương khí khác thường đó là mùi hương của nữ tử trước mắt mùi hương này khiến cho trái tim của hứa thanh đập nhanh hơn bao giờ hết loại trải nghiệm này cả đời hắn chưa từng có lần đầu tiên gặp phải đó là nguy cơ sinh tử cũng là một loại cảm giác hắn không cách nào biểu đạt rõ ràng giống như mình trở thành một món điểm tâm ngon miệng đang bị người ta nhấm nháp từng chút một nhất là tu vi của đối phương cùng với loại ánh mắt thợ săn nhìn con mồi đánh giá từ trên xuống dưới làm cho tâm thần của hứa thành gợn sóng kinh thiên đội trưởng ở một bên thì hít sâu một hơi hoàng nhất khôn người là tên khốn kiếp không phải chỉ là huyền u chỉ sao đặc biệt sau người lại còn gọi lão tổ nhà người tôi đội trưởng hô hấp dồn dập nhưng lại nghĩ việc này không đúng hoàng nhất khôn cho dù là thiên kiêu thì cũng không có khả năng để cho lão tổ tự mình đến làm khó hai người bọn họ trừ khi gã cũng giống như là thánh quân tử là tôn nhi của lão tổ nhưng theo sự hiểu biết của đội trưởng điều này hiển nhiên không phải vì thế gã nhanh chóng tỉnh táo lại cẩn thận đánh giá nữ tử tuyệt sắc kia một chút chú ý tới tư thế của đối phương lại nhớ tới lời nói vừa rồi của đối phương ánh mắt của gã bỗng nhiên mở to một suy đoán lớn mật hiện lên trong lòng của đội trưởng hóa thành lôi đình âm âm nổi vang ta đi ta đi đội trưởng vội vàng nhắm mắt lại làm bộ như không phát hiện đáy lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời gương mặt tiểu a thanh này đây là muốn tuyệt sát rồi cùng lúc đó dưới chân núi này có hai đạo thân đành đang nhanh chóng chạy tới một người bên trong là hoàng nhất khôn còn một người bộ dáng có chút tương tự với hoàng nhất khôn nhưng rõ ràng lớn hơn y một chút Hai người đang nhanh như sao băng Đi thẳng tới nơi này ca hôm nay người nhất định Phải giúp ta đi đòi một cách công đạo Bọn họ thật quá đáng Bè gãy làm ngón tay của ta Ta nhận thức cực điểm Nhân thần cổng phẫn làm cho người ta phải tức giận Hoàng Nhất Khôn vừa phóng nhanh Vừa cắn răng mở miệng À đệ yên tâm Việc này vi huynh Hả Người bên cạnh tuổi tác so với y lớn hơn một chút Chính là ca ca của y Hoàng lệnh phi tu vì một thân thiên cung kim đán Đang không ngừng tới gần Lời nói của y vừa mới tới được một nửa Còn chưa kịp nói xong Thì hai mắt của Hoàng lệnh phi mạnh mẽ trợn lên Bước chân trong nháy mắt dừng lại Không cách nào nhìn một màn trước mắt Trong mắt của y Là lão tổ nhà mình đang đâm cầm hứa thanh lên Tựa như đang đùa giỡn Mà một bên còn có đại điện hạ của đệ thất phong Cũng rõ ràng đang nhắm mắt Không dám nhìn lão tổ cùng với hứa thanh Bị lão tổ đang chiêu trọng nhưng trên mặt lộ ra phải khiếp sợ chính là biểu hiện nội tâm của hoàng lệnh phi lúc này cảnh tượng này làm cho hoàng lệnh phi phải hít sâu một hơi mà hoàng nhất khôn ở bên cạnh y rõ ràng phản ứng hơi chậm một chút bây giờ có đang gầm gừ còn có hứa thanh kia cả người giúp ta đi bọn họ đến khiến cho đội trưởng chú ý gã mở mắt ra đồng thời nữ tử tuyệt sắc nâng cảm hứa thành bây giờ ánh mắt đảo qua trên người hứa thành buông tay xuống quay đầu nhìn về phía hoàng lệnh phi cùng với hoàng nhất khôn vừa đến liếc mắt nhìn lại tâm thần hoàng lệnh phi nổ vang y quay đầu tát một cái vào đầu của đệ đệ mình đem hoàng nhất khôn đang còn há hốc mồm trực tiếp đánh ngất giúp cái tiên sư người nội tâm của hoàng lệnh phi gầm nhẹ thầm nghĩ đệ đệ của mình luôn luôn có vấn đề không thông minh lắm nếu không cũng sẽ không bị an bài đến thất huyết đồng lúc trước phải biết rằng những người khác chẳng ai đi chỉ có y ngốc nghếch để giành đi Đi thì cũng thôi Ngón tay bị mất thì cũng mất Hiện giờ còn thiếu chút nữa Đem chính mình lửa chết Tâm thần của Hoàng Lệnh Phi run rẩy Y không cách nào quên hình ảnh vừa rồi Nội tâm không ngừng mắng Hoàng Nhất Khôn Thầm nghĩ người trêu chọc ai không tốt Làm sao lại trêu chọc người được lão tổ coi trọng cứ chứ Hai người các ngươi sao cũng tới Người nói chuyện chính là nữ tử tuyệt sắc Đứng ở trước mặt hứa thành xoay người nhìn về phía hoàng lệnh phi hoàng lệnh phi giật mình không chút do dự bắt lấy hoàng nhất khôn bị mình đánh ngất xỉu nhanh chóng tới gần ném đệ đệ xuống mặt đất tự mình quỳ xuống lớn tiếng mở miệng lão tổ đệ tử hôm nay hẹn hứa thanh đạo hữu là bởi vì đệ đệ ta không hiểu chuyện trêu chọc hứa thanh đạo hữu hôm nay ta dẫn hắn đến bồi tội hoàng lệnh phi vô cùng khẩn trương y vừa rồi ngập ngừng một chút là không biết nên sương hồ hứa thành là sư đệ hay là sư huynh nghĩ như thế nào cũng không tốt vạn nhất lão tổ hiểu lầm thì làm sao bây giờ nhưng y phản ứng cũng nhanh nhanh chóng nghĩ đến hai từ đạo hữu bây giờ nói xong y càng nhìn về phía hứa thành về mặt chân thành hứa thành đạo hữu để để ta đầu óc không linh quang là một kẻ ngốc hoàng nhất khôn ở một bên lúc này trải qua cú tát vừa rồi thì chậm rãi mở mắt ra lộ ra vẻ mê mang mơ hồ nghe được bốn phía có tiếng nói chuyện của các ca, ca mình cũng chưa kịp hoàn toàn thức tỉnh thì hoàng lệnh phi trong nháy mắt lại tát xuống một cái nữa thế là hoàng nhất khôn lại trực tiếp hôn mê kính xin với thanh đạo hữu không cần để ý chán của hoàng lệnh phi đổ mồ hôi hột nói xong tim đập thình thịch không dám đứng dậy nữ tử tuyệt sắc đứng ở trước người hứa thành nghe vậy thì cười cười cái gì cũng không nói bước về phía trước một bước đi lên trên bầu trời Lúc này ánh trăng chiếu xuống Làm nổi bật dáng người xinh đẹp của nàng Giống như một đóa hoa nở rộ Da thịt trắng như tuyết Tựa như hóa thành thiên xa Khiến cho nữ tử vốn thành thục mỹ lệ này Tản ra phong vận phong hoa tuyệt đại Giữa không trung Thân ảnh của nàng dừng lại Khẽ quay đầu Nhìn về phía mặt đất Cười một tiếng nói Tiểu bằng hữu Hoàn ngành người lúc nào cũng có thể đến huyền u tông Nàng ở trên bầu trời Ánh trăng ở phía sau hoa quang chiếu rọi phảng phất như tử la tình chiếu hoa lan eo thon ngọc ngà mang theo vũ thiên xa như kiểu thiên tiên nữ nhìn lại cười hơn cả tinh hoa tiếng cười vẫn còn vang vọng khi đã đi xa mọi người ở nơi này theo lão tổ huyền đu tông rời đi thân thể hứa thành khôi phục lại hành động hắn đột nhiên lùi lại hô hấp dồn dập hắn nghe được lời nói của đối phương biết được thân phận của người làm cho hắn cảm thấy khủng bố Lúc này tâm thần rung chuyển Không cách nào bình tĩnh Đội trưởng ở một bên cũng giống như vậy Hoàng lệnh phi thì càng giống như vậy Ba người trầm mặc Hoàng nhất khôn ngất xỉu Tự nhiên cũng không có bất kỳ tiếng động nào Cho đến một lúc lâu Đội trưởng ho khan một tiếng <laughs> Cái đó chúng ta vẫn còn giao dịch chứ Hoàng lệnh phi hít sâu một hơi Bây giờ từ trong chấn động lúc trước khôi phục lại một chút Y nhanh chóng lắc đầu Hướng hớ thành cùng với đội trưởng ôn quyền nắm lấy đệ đệ của mình vội vàng rời khỏi nơi này đáy lòng lại sâu khổ thầm nghĩ mình có phải nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn hay không có phải đã quấy dày chuyện tốt của lão tổ hay không nghĩ như vậy y càng thêm thấp thỏm nhìn hoàng lệnh phi đi xa trong lòng hứa thanh sợ hãi đội trưởng thì vội vàng gọi hắn rời đi cho đến khi trở lại chủ thành thất huyết đồng đội trưởng mới thở dài một hơi làm sao có thể gặp được lão tổ tử huyền thượng tiên của huyền đu tông nhỉ Hứa Thành không nói gì, trong đầu không biết vì sao, không ngừng hiện lên một man vừa rồi, nhất là ánh mắt của vị tử huyền thượng tiên kia, làm cho Hứa Thành theo bản năng có chút hô hấp dồn dập. Cảm thụ này là nhân sinh lần đầu gặp gỡ. Tiểu A Thành, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi. Đội trưởng thừa dài một tiếng. Tử huyền thượng tiên về chuyện của nàng, ta biết. Truyền thuyết vị tử huyền thượng tiên này lúc còn trẻ chính là danh động cả ngân Hoàng Châu. Người theo đuổi vô số, Mặc dù tu hành đến này Chưa từng có bất kỳ đạo lữ nào Nhưng có vô số lời đồn Cũng không biết thật giả Vừa rồi nàng hẳn là cảm nhận được hai chúng ta Có trọng ta Sau đó nâng cầm ngươi lên Để cho ta chú ý Tiểu A Thanh Ngươi phải chịu ủy khuất rồi Đội trưởng mặt đỏ Tim không nhảy Vỗ vỗ bà vai hứa thanh Đại sư huynh Sau này ăn nhiều bưởi vào Hứa thanh nhìn đội trưởng một cái Ờ tại sao đội trưởng sửng sốt hứa thành không giải thích đi tới bến cảng nhảy lên bước trên pháp tàu đội trưởng ho khan một tiếng mà thấy hứa thành đi rồi chấn động ở trong lòng gã rốt cuộc không kiềm chế được nữa một lần nữa hiện lên nhưng rất nhanh lại suy tư lời nói của hứa thành trước khi đi tại sao lại ăn nhiều bữa nhỉ cùng lúc đó bên trong pháp tàu hứa thành đi vào khoang tàu vốn phía rắc thêm độc tán lại mở ra thêm mấy tầng phòng hộ bấy giờ mới thở dài một hơi Khoanh chân ngồi xuống Bắt đầu phân tích chuyện ngày hôm nay Việc này quá mức quỷ dị Lúc trước hứa thành chưa bao giờ gặp phải Cũng chưa bao giờ nghĩ tới Nhưng cảm giác đầu tiên của hắn Chính là chuyện xảy ra khác thường tất có yêu gì Lão tổ tu hành đến trình độ này Nhất ngôn nhất hành Tất đều có nguyên nhân Vị tử huyền thượng tiết này Là nhìn ra ta có vấn đề gì Nàng và sư tôn hẳn là cùng một thế hệ Hoặc là hiện tại bởi vì ta là đệ tử của sư tốn hứa thanh trầm ngâm suy tư thật lâu cũng vẫn không tìm ra được nguyên nhân vì thế lấy ra ngọc giản truyền âm truyền âm cho sư tôn đem việc này nhất nhất nói ra cũng mờ ảo hỏi thăm một chút quan hệ giữa sư tôn cùng với tử huyền thượng tiên biệt kia ngọc giản thất gia trầm mặc sau một lúc lâu thanh ngâm của thất gia bình thản truyền ra Nằm đó vị tử huyền thượng tiên kia từng quân diệt theo đuổi vi sư bị vi sư hung hăng cự tuyệt hơn 300 lần. Nhưng lúc nhìn thấy người nên nhớ tới ta, cũng có thể lý giải, người cũng không nên đem việc này truyền ra. Đều là chuyện trong quá khứ rồi, vi sư còn có việc, không nói nữa. Hứa thanh hồ nghi, cảm thấy câu trả lời của sư tôn và tuyên bố trước đó của đội trưởng sao lại giống nhau như thế. Mà lúc này, trên đỉnh núi của huyền U Tông, trong đại điện, từ huyền thượng tiên trở về, ngồi ở trên bồ đoàn lười biếng duỗi vòng eo mảnh khảnh cầm bát canh hạt sen vân tuyết do lão bà đưa tới nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm lông mày bỗng nhiên nhíu lại gần đầu nhìn sang một bên bà lão đứng ở nơi đó không nhúc nhích như bị cố định thân thể ngay cả vẻ mặt cũng tĩnh lặng hư vô ở phía sau nàng đi tới một đạo thân ảnh thân ảnh này một thân thanh bào tóc dài xõa vai bộ dáng trung niên đầy vẻ nho nhã hai mắt có tinh thần lưu truyền nhìn kỹ sau ngôi sao còn có tầng lớp lan tràn đến chỗ tận sâu trong mắt tầng tầng lớp lớp ít nhất cũng hơn vạn điều này khiến cho hai mắt của gã dường như có lực lượng kinh người cùng nhìn nhau sẽ không tự chủ được mà trầm luân người này chính là minh chủ của liên minh bát tông sư muội thời gian của người không còn nhiều lắm đã nghĩ câu trả lời cho ta chưa minh chủ của liên minh bát tông này bình tĩnh mở miệng nguyệt nguyệt hỏi ý Nguyệt Nguyệt tác cự tuyệt, Người xong chưa?" Tử Huyền thượng tiên nhíu mày, lạnh giọng mở miệng, "Vì sao cự tuyệt, Người còn đang tìm người có ánh sáng trong lòng sao? Trong loạn thế này, người như vậy không tồn tại, cho dù thật sự tồn tại, tiếp xúc với thế giới người ăn thịt người, cũng sẽ bị thế giới tàn khốc này thay đổi, cho đến khi ảm đạm sẽ không phù hợp với yêu cầu của người Chỉ cần đồng ý để ta gieo thần niệm, liền có thể mượn lực của ta." bổ sung một đạo pháp tắc chỉ tuyến cuối cùng mà người thiếu hụt khiến cho toái không thiên đạo viên mãn có hy vọng đột phá đến đệ nhị dài muốn tìm lô đình đi tìm người khác người ngoài không biết tâm tính của người nhưng trong lòng ta thì biết rõ từ huyền thượng tiên bình tĩnh mở miệng nửa bước không nhừng minh chủ liên minh bắt tông nhìn thật sâu nữ tử tuyệt mỹ trước mặt mỉm cười sư muội thọ nguyên của người cũng không còn nhiều lắm tháng sau ta lại đến hỏi ngươi Nói xong, thần ảnh của minh chủ liên minh bắt tông hóa thành tinh quang, tiêu tán trong đại điện. Theo gã rời đi, bà lão ở một bên khôi phục lại như thường. Đối với tất cả vừa rồi không hề biết một chút nào. Chỉ có tử huyền thượng thiên buông canh hạt sen trong tay xuống, nhíu mày trầm mặc. Hết trường 279 Truyền được dịch bởi tạo hói audio trừ vì có thể ủng hộ tài hạ Thông qua hình thức ví bồ mồ hoặc banh kênh được dán ở phần mô tả Cảm ơn và hẹn gặp lại